Chào các em, tiết học hôm nay cô sẽ cùng các em ôn tập lại cộng trừ các số tròn trục và giải toán có lời văn qua bài luyện tập trang 132 sách giáo khoa. Ở tiết toán luyện tập ngày hôm nay, chúng ta thực hiện 3 bài tập, đó là bài 2, bài 3 và bài 4. Chúng ta cùng vào bài 2. Bài 2 yêu cầu điền số hít hợp vào chỗ trống là các hình tròn và ngôi sao bằng việc thực hiện cộng trừ nhẩm các số tròn trục. Ta lấy 90 trừ 20, ta có kết quả là 70. Ta ghi 70 vào ô trống thứ nhất. Tương tự như vậy, các em hãy tìm kết quả của các phép tính còn lại để điền vào những ô trống còn lại. Các em sẽ thực hiện bài 2 vào sách giáo khoa giúp cô. Tiếp theo chúng ta qua bài 3. Bài 3 yêu cầu ta trừ các số tròn trục có kèm đơn vị là cm. Các em hãy nhận xét ở từng bài. Nếu đúng ghi đờ và sai ta ghi sờ vào ô trống. Câu A. 60cm trừ 10cm bằng 50. Ta thấy ở kết quả của phép tính thiếu đơn vị cm nên câu này sai, ta điền chữ sờ vào ô trống. Tương tự các em sẽ thực hiện các bài còn lại vào sách giáo khoa. Chúng ta chuyển sang bài 4, toán có lời văn. Cô mời các em cùng đọc đề bài. Nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 10 cái nữa. Hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát? Sau khi đọc đề, các em thấy bài toán cho ta biết nhà Lan có 20 cái bát, mẹ mua thêm 10 cái nữa. Và bài toán hỏi nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát? Vậy cô có tóm tắt có 20 cái bát, mua thêm 10 cái bát, có tất cả .. cái bát. Từ bài toán và tóm tắt bài toán, muốn biết nhà Lan có tất cả bao nhiêu cái bát, ta sẽ thực hiện tính cộng. Để làm bài giải, ta thực hiện thêm một bước là đổi 10 thành 10. Cô mời các em làm bài 4 vào vở. Sau khi thực hiện xong 3 bài tập, cô mời các em kiểm tra lại với kết quả của cô.